Cậu ngồi đi. Dạ vâng. Đến xin việc hả? Dạ. Cậu có thể giới thiệu sơ qua bản thân mình? Dạ, em là Lê Xuân Tuyển. Và em không cần giới thiệu nhé. Những cái thứ đấy nó có trong CV hết cả rồi. Cậu không còn nghĩ gì mới hơn để giới thiệu hả? Ví dụ như là đã có kinh nghiệm gì chưa? À, thì cái đấy em cũng ghi hết trong CV rồi. Thế anh không có gì mới hơn để hỏi à? Thôi rồi, không đùa với cậu nữa. Chúng ta bắt đầu công việc. À, thì nãy giờ em vẫn nghiêm túc mà. Thế anh đùa? Tôi nói tóm lại, làm sao ấy, cậu muốn làm ở công ty chúng tôi? Ờ thì chẳng công ty nào nhận em cả. Thế tại sao cậu nghỉ làm ở công ty cũ? Thì lần đấy em cũng chỉ cầm nhầm đồ có một lần thôi. Thế em bị đuổi rồi. Đuổi gì? Thì tiền dự án của công ty em cắt nhầm từ cassette vào túi của mình mang về anh ạ. Thế làm ở công ty cũ ấy có hay xích mích hay là mâu thuẫn gì với đồng nghiệp hay không? Em cũng chỉ đấm nó vài lần thôi mà. Tại sao? Tại nó cứ liên tục hỏi tại sao đấy. Em tức quá, đáng như phát là một. Trời ơi, cái quân què gì vậy bà? Cậu mà như thế này, lý do gì mà công ty tôi có thể nhận cậu chứ? Anh cần lý do à? Đúng. À, thì lý do này. Ôi trời ơi. Này, cậu mà đưa cái giấy này sớm, có phải mọi việc xong rồi không? À, thế lúc nào đi làm được nhỉ? Lúc nào cậu đi làm được chả được. Nghĩa là cậu cảm thấy thoải mái, cậu cảm thấy vui vẻ thì cậu đi làm cũng làm được. Ừ, được đấy nhỉ? Thế là em về nhá. Không hề nhá. Cô sau làm. Này, lắng lôi ấy, có cần anh gọi cho cái taxi không? Ừ, rồi, anh cứ làm việc mình đi. Em về. Cháu của sếp chán sớm thì kìa. Mới đến làm việc có ổn không em? Cũng được anh ạ. Cũng được à? Đang làm cái gì đấy? Em đang lấy ý tưởng. Ý tưởng? Vâng, mới đến mà đã có ý tưởng thế là tốt đấy. Ý tưởng gì? Khách hàng yêu cầu làm quảng cáo bóng đèn. Quảng cáo à? Vâng, nhưng mà yêu cầu phải viral cơ. Hơi buồn hay không? Làm quảng cáo phải viral, mang công việc thì mới ăn khách chứ em. Cái bóng đèn nào chẳng là cái bóng đèn? Bóng đèn nào thì chẳng có cái bóng đèn nào. Bao nhiêu cái ý tưởng hay thế thì ngon nhẹ, nó làm nhẹ hết rồi. Thế mới khôi. À, hay là chú thử làm về cái công đoạn kiểu là như là tháo lắp bóng đèn sao cho nó độc, lạ, gì kiểu gì cũng ăn khách. Thế bây giờ? Thế mà không nghĩ ra? À, có rồi anh ạ. Tuổi trẻ tài cao, nói phát, có ý tưởng luôn. Nhưng mà anh phải diệt chính em. Mày mời anh làm cái viên chính á? Đúng. Trời luôn đi. Ra đây chết luôn. Đây. Đây. Nhưng mà tóm lại là chú quay đi quay ở đây lại. Đấy. Mà ý tưởng của chú là gì? Thôi thôi. Sáng bỏ mẹ ra thôi nhá. Đây đây đây. Tối nhá. Ta làm việc gì cả tối. Mẹ này. Không phải thì tối đúng không? Ừ. Bây giờ anh tưởng tượng nha. Để làm khu rất là tối. Và sau đó anh sẽ là một cây cột điện cao thế. Anh sáng tỏa sáng khắp đường đi. Không cứ tên đẹp đâu thôi. Anh thấy mình vĩ đại không? Vãi trường. Mày cho anh trách nhiệm cao cả đấy. Đi học, đi học. Đi học, đi học. Đi học, đi học. Đi học, đi học. Rồi, anh đi ra. Rồi, rồi. Xong rồi này, xong cầm hai sợi dây lên gọng ống đèn rồi sẽ làm gì? Tiếp tắm điện thôi. Đấy, không được đâu. Thế mày giết anh à? Tôi giật chết cười đấy. Thế làm sao được? Anh nghe thôi. Cũng đấy, giết tao đâu. Không biết làm sao mà giật. Đúng nhỉ? Ở nhà bằng thương. Sợ lắm. Tâm, em hai bằng kiểu sư điện. Chú, hai bằng kiểu sư điện. Vâng. Làm cũng giỏi cái đấy. Mới đấy. Thế tại sao có công việc là quảng cáo đẹp rồi? Em anh tin
chú. Đáng lên, đáng lên, đáng lên. Anh thấy em cắm nhá. Mà kiểu này, chuyện này. Mày thử lý với anh là không làm sao chứ. Ui không sao, em hai bằng cái sự điện. Anh tìm mày đấy. Yên tâm, em cắm nhá. Cắm đây. Ây, đừng, đừng, đừng. Chắc chắn là nghe không? Không sao là không sao. Ngập ống đào điện đi. Anh ra ngoài tính mạng là chữ muối. Anh cắm nhá. Có làm sao này? Chuyện ơi, điện đặt tụt mẹ nữa rồi. Ui, mày quên lúc này nói nữa rồi. Mày hai bằng kỹ sư điện kiểu gì mà mày để anh điện giật thế hả Tuyển? Cái gì mà chẳng có sai số của nó. Mày đánh mẹ mày đi. Nè, được rồi, lại nhá. Cái gì? Lại. Chứ đừng có lại bố. Mày bảo bố mày làm diễn viên chính chứ tao thì tao chịu. Để chính được nào thế mà cũng chính. Anh Giang, thôi mà chuyện gì cũng có sai số của nó chứ. Thôi thôi thôi, ông im mẹ mổ đi nhá. Sai số của nó hai bằng kỹ sư điện. Đây đây, ông nhìn đi, ông nhìn đi. Tao mà không để mày là cháu của giám đốc, tao đuổi việc mày từ lâu rồi. Thôi, cũng không sao rồi mà. Đi nhậu đi anh. Mày nhìn tao như thế này, mày rủ tao đi nhậu để mày cho tao nằm liệt giường luôn à? Để mày chiếm đoạt cái chức trưởng phòng của tao hả? Em bao. Cô gái. Đi luôn. Bố, con có chuyện này muốn thưa chuyện với bố ạ. Có việc gì mà nghiêm trọng thế? Con muốn lấy vợ bố ạ. Muốn lấy vợ? Vâng. Ông có bị làm sao đấy? Làm sao? Thế ông đã xin lỗi tôi chưa? Bố buồn cười, tự nhiên xin lỗi. Tôi bảo ông xin lỗi thì ông cứ xin lỗi đi. Có phải biết nguyên nhân nhé. Nguyên nhân gì? Tóm lại ông xin lỗi tôi không? Buồn cười nhỉ. Lý do gì mà con lại phải xin lỗi? Không cần phải lý do. Tóm lại ông có xin lỗi tôi không thì báo. Thôi rồi, con xin lỗi bố. Thế là trưởng thành rồi đấy. Là sao ạ? Tại sao thì sao ở trên trời ấy? Tôi cũng chẳng biết tại sao. Nhưng mà từ ngày tôi lấy mẹ ông ấy, ngày nào tôi cũng phải xin lỗi, mặc dù chả biết lý do là gì cả. Thế lấy vợ phức tạp thế hả bố? Cực kỳ phức tạp luôn. À mà con nghe nói lấy vợ phải chọn ngày đẹp hả bố? Quá chuẩn luôn. Từ cổ chí kim đến bây giờ các cụ bảo rồi, ngày đẹp nhất trong cuộc đời của ông ấy là ngày ông lấy vợ đấy. Còn sau ngày đấy chả có ngày nào đẹp hơn nữa đâu. Ngày nào cũng phải xin lỗi, mặc dù chẳng biết lý do gì cả. Chả có ngày nào đẹp hơn nữa đâu. Sếp, bao giờ thì anh trả lương nhà em đây? Nửa tháng nay em hút mì tôm rồi đấy, cơm thì không có mà ăn. Tôi nói cho ông biết nhá, công ty nợ lương ông có vài ngày thôi, tuần sau sẽ có nhá. Mà cơm không ăn thì gạo còn đó. Ôi giời, em chẳng biết có đợi được đến lúc mà công ty cho em ăn cơm không. Anh cho em một cái lịch chính xác đi. Tuần trước thì báo tuần này lại nói tuần sau. Anh mà không trả lương em dám nói với cả công ty là anh nợ lương em đấy. Này, ông nói đi. Tôi nợ lương cả công ty chứ còn nợ mình ông đâu. Làm sao phải xoắn? Anh được đấy. Trả được thì tôi làm theo ông. Là gì nữa? Bây giờ em sẽ ra em nói khác. Nói khác? Nói gì ông thích nói gì ông nói nhá. Em sẽ nói với mọi người là anh trả lương cho em rồi, sau anh còn thưởng cho em KPI nữa. Anh đợi đây đi. Ông đi mà nói. Nha. Hả? Ê! Chơi chơi. Anh nhờ chị. Anh có việc gì? Thế giờ làm sao? Thôi, bây giờ anh sẽ trả lương cho chú trước. Nhưng mà với điều kiện là chú phải nói với anh em công ty là anh mới đang nợ lương của chú nhá. Anh trả lương cho em mà anh lại không trả lương cho mọi người. Lương tâm em không cho phép em làm điều đó. Thôi, ông dẹp cái chuyện lương tâm của ông đi nhá. Thế bây giờ làm sao? Để tôi trả lương cho ông, trả thưởng quý, thưởng tháng cho ông, cộng với thưởng cho ông là một
thành viên có ý kiến đặc biệt đột xuất xuất sắc đóng góp cho sự phát triển của công ty. Được chưa? Thế thì anh mới cầm được đấy. Ôi giời ơi, chồng tướng tá này. Này, Tuyến. Rồi xem. Rồi đây. Mày nhìn tao này. Tao làm sếp, giám đốc tao phải làm như này, cuồn cuộn thế này. Thế mày không thể mà làm đi, cho nâng cao năng lực bản thân, nâng cao giá trị bản thân đi. Để làm gì à? Để làm gì á? Để có cuộc sống tốt đẹp hơn, có nguồn lực tài chính tốt hơn và hưởng thụ cuộc sống tốt hơn. Rồi sau đó? Sau đó mình có nhiều tiền hơn, tài chính tốt hơn, mình có hưởng thụ tốt hơn và mình được nghỉ ngơi nhiều hơn. Thế em đang làm gì đây? Mày đang... Dậy! Dậy cái gì? Đấy, đến giờ tao nghỉ ngơi thôi. Em làm trước, anh đi ra khác lần nào. Mày nghỉ được thì tao cũng nghỉ được. Anh! Ủa? Em hỏi này, nếu mình kết hôn ý, anh có bỏ thuốc lá không? Bỏ. Anh có bỏ game không? Bỏ luôn. Thế con nhậu? Bỏ. Thật là ngớm tuyệt vời. Vì em, anh sẽ làm tất cả. Ngoài ra anh còn bỏ gì nữa không? Anh bỏ luôn ý định kết hôn em ạ. Cô, anh là đồ đàn ông tồi, sao anh chia tay với em? Em đòi anh cai rượu, anh cũng cai rồi. Em đòi anh cai thuốc, anh cũng cai luôn. Thế mà em còn đòi anh phải có nhà, có xe thì em mới chịu cưới. Chẳng phải em nói thế, thì anh cố gắng hơn à? Bây giờ anh có nhà, có xe, đã còn mời được cả công ty nữa, chẳng phải là tốt sao? Tốt, đúng, rất tốt. Bây giờ anh tốt như vậy rồi, anh còn cần em làm gì nữa cơ chứ?